cho nó vào giữa. Đó. Ờ, ý à. Được rồi đấy. Và kéo con cái thằng em này đấy. Lộc đứng ngựa. Để mình phải ở đằng sau con chó. Mình cao hơn mình phải ở đằng sau con chó. Thì nó nhận cái mặt của con chó nó nhận chuẩn. Nhưng mình đứng trước nó làm nó nhận được mình. Cú ra. Cú ra. Làm rơi đột ngột phát là nói gì đi. Cú ra. Quan lên là tức là tướng của nó phải quay mặt rồi lại. Đây. Đây được rồi. Giờ kéo từ về hướng này đi. Mỗi quan đấy cho con người hai con thằng nó quay đít vào nhau ấy. Không có để cho đứng theo kiểu này nữa. Đấy, thì thế con đực không? Con đực nó đỡ xoắn chân con cái. Chứ con này nó hơi lắc một tí nó xoắn chân con cái là và con cái đau. Thôi yên. Đứng yên. Đi. Đi hôm nay là coi như là hoạt động công suất hơi cao. Bởi vì con chó to này nó phối nó mệt lắm. Coi như là buổi trưa phát, chiều phát đấy. Đây là gọi là uống cái rượu minh mạng, gọi là cái rượu gì máu nhất dạ bao nhiêu đấy. Cái gì nhất dạ. Và nó cũng bảo là một đêm mấy lần đấy. Bây giờ những nó thiếu tập trung thì nó lâu ra, nó lâu xong. Bây giờ phải để cho chúng nó phê cho nó nhanh xong. Nếu mà nó mà không phê nó lâu lắm. Con cú già này nó khóa găng, nó đứng, nó lại cứ đứng theo kiểu dịu chân ấy nhỉ. Bình thường là con cái nó sẽ đứng làm sao để cho nó đứng chắc chân. Con cái mới là lôi con đực, thế mới biết là mà con cái với con cái như mình nó khỏe không. Chỉ có cái lôi được thôi, chứ đừng có đực nào lôi cái. Mấy con cái như mình nó khỏe là chân nó khỏe. Cái lôi được. Con cái nó mới là con chủ động. Chứ đây là động một tí thì đang ngã quặn ra rồi. Kỳ điệp dài nhỉ. Nha. Xuống kỳ điệp dài quá đi. Thôi tập trung vào chuyên môn. Đừng quan tâm đến này. Thank you.
ra là phở nem thì nó nằm xuống. Loki không biết thế nào là hưởng thụ sự sung sướng ạ. Hả? À? Mà đang thế rồi mà lại vẫn còn thôi anh ở đây anh ăn nổi anh xem phim. Mình thực ra khi mà mình nuôi chó mình phối với chúng nó như kiểu là hai cái đứa trẻ con. Mình không ấy gì cả, nhưng mà ở trên thế giới nha, khi mà mình quát mấy cái video phối giống lên thì mình biết là rất nhiều đứa nó bệnh luôn. Tức là nó coi đấy như kiểu là phim sách kiểu thế. Mà hình như là nó cũng có cái kiểu một cái kiểu chữa bệnh gì đấy, nó dùng những cái video này nó kích thích chữa bệnh kiểu như thế. Bởi vì mình thấy nhiều đứa cảm ơn lắm, nhưng sau anh phải xóa hết mấy cái video đi rồi. Toàn video mấy triệu lượt xem ấy mà phải xóa đi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái đội bệnh hoạn nó nhiều quá, nó cứ vào nó bình luận những cái vớ va vẩn, mình nhìn không nhìn thì nhìn ngứa cả mắt. Không khóa của mẹ anh. Đây là đực, đực làm chủ cơ. Bình thường là con cái mới là con làm chủ chơi. Đi đến đâu là con do con cái kéo. Ừ, những con kia mà cái chân sau nó ướt một chắc. Cái đi đến đâu được đi. Đực là con bị động. Nhưng đây thì đực đi đến đâu cái đi đến đấy. À. Parker thai. Parker. Hư nào. Để tránh những cái đoạn mà dơ vào mông chúng mày đấy, lúc post video nên lại phải che đi. Tất cả những đoạn chìa chim ra là phải che đi hết.